Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cùng với việc cấp mới nhiều giấy phép đầu tư các dự án thì trong năm 2016, tỉnh Lào Cai cũng đã kiên quyết thu hồi một số dự án không thực hiện theo đúng cam kết đầu tư. Năm 2016, tỉnh Lào Cai đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 4.239 tỷ đồng. Các dự án mới được chấp thuận tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp. Cũng trong năm 2016, thu hút đầu tư nước ngoài tại Lào Cai đạt mức 14,9 triệu đô la, tương đương khoảng 333 tỷ đồng. Điều chỉnh vốn FDI đăng ký tăng thêm 8,97 triệu đô la, tương đương khoảng 200 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 506 triệu đô la. Cùng với việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến làm ăn lâu dài tại địa phương, trong năm 2016, tỉnh Lào Cai đã kiên quyết thu hồi 15 dự án của các chủ đầu tư trong các lĩnh vực thủy điện 2 dự án công nghiệp 2 dự án nông nghiệp 2 dự án thương mại dịch vụ 9 dự án. Nguyên nhân chính dẫn tới việc các dự án bị thu hồi là do chủ đầu tư chậm triển khai hoặc triển khai không đúng cam kết trong chứng nhận đầu tư được cấp. Trong năm 2016 vừa qua, hệ thống các ngân hàng tại Lào Cai đã có bước phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn. Đánh giá chung là hoạt động tín dụng trên địa bàn Lào Cai tăng trưởng nhanh, an toàn và hiệu quả. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 42.244 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,54%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện thêm các ngân hàng thương mại cổ phần. Điều đó cho thấy sức hút của nền kinh tế và thị trường tài chính tín dụng Lào Cai. Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai vừa công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Hàm Rồng. Theo đó, Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Hàm Rồng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sapa, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý, khai thác, bảo tồn và tôn tạo khu du lịch sinh thái Hàm Rồng thành trung tâm du lịch sinh thái trọng điểm của huyện Sapa nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung. Được biết, sau khi tiếp quản từ công ty cổ phần du lịch cao su Hàm Rồng từ ngày 20 tháng 12 năm 2016, huyện Sapa đã đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ cảnh quan, duy trì hoạt động một cách tốt nhất. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, khu du lịch sinh thái Hàm Rồng đã đón 13.800 lượt khách. Mục tiêu của huyện Sapa là xây dựng khu du lịch sinh thái Hàm Rồng trở thành khu du lịch điểm nhấn, phát triển toàn diện và hấp dẫn du khách khi đến Sapa. Tiếp theo là tin tổng kết hoạt động quân sự quốc phòng tại một số địa phương. Năm 2016, huyện Bảo Thắng đã dành sự quan tâm đặc biệt để làm tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, đã tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, nhất là ở các địa bàn trọng điểm để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Nhờ đó đã tạo được môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Huyện biên giới Bát Sát cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng vũ trang huyện Bát Sát đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các mặt công tác như công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác phối hợp nắm tình hình địa bàn, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng khu vực phòng thủ đều được triển khai với chất lượng, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về giúp đỡ các hộ nghèo ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đồn biên phòng Nậm Chảy, huyện Mường Khương đã tổ chức giúp đỡ ngày công, ủng hộ cây con giống cho 5 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo ở thôn Lao Chải, xã Nậm Chảy vươn lên thoát nghèo. Năm 2016, đồn biên phòng Nậm Chảy đã lựa chọn 5 hộ nghèo thiếu kinh nghiệm sản xuất, vốn và nhân lực để triển khai giúp đỡ. Theo đó, đồn đã hỗ trợ tổng số 6.000 cây thông, 55 kg giống ngô lai, 4 con lợn giống, 40 con gà giống và huy động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ làm chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm cho người dân.
Cách hỗ trợ này đã tạo thành mô hình điểm để triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo. Những năm giao hội định gia đình này thì chúng tôi đã tiến hành là khảo sát tình hình thực tế kinh tế của gia đình, của từng hộ, xem nhu cầu của từng gia đình và giúp cái gì, con gì, giống gì, là mô hình như thế nào. Với cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ, với sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã huy động bằng cái nguồn vốn tự có trong đơn vị, cũng như là anh em trong đơn vị đã đóng góp giúp với cái tấm lòng của mình. Gia đình anh Giàng Xeo Củi, dân tộc Mông ở thôn Lao Trải, xã Nậm Chảy rất phấn khởi, được đồn biên phòng hỗ trợ 2.000 cây thông, 10 kg ngô, 20 con gà giống làm tư liệu sản xuất ban đầu. Gia đình anh còn được cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng các đoàn viên thanh niên trong xã đến giúp trồng cây và hướng dẫn cách thức chăn nuôi để thoát nghèo. Hôm nay đoàn viên phòng giúp cho cây thông mình làm nhà. Các bộ đồng viên phòng giúp mình, còn giúp mình thì mình trồng 2-3 ngày không xong, giúp mình thì mình trồng ngày thì xong ngay rồi nha. Những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Chảy, huyện Mường Khương đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, tạo động lực để đồng bào khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia cùng với lực lượng vũ trang bảo vệ đường biên mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc lại có những đặc sản, những món ăn truyền thống mang phong vị rất riêng của mình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với Bản Lầu, huyện Mường Khương để cùng thưởng thức món khâu nhục, món ăn truyền thống của đồng bào Nùng nơi đây. Một món ăn rất giản dị nhưng cũng rất đặc biệt và vô cùng hấp dẫn. Hàng năm, cứ mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết cổ truyền, người Nùng Mường Khương lại mổ lợn đón xuân. Dù ít, dù nhiều, nhà nào cũng phải chuẩn bị thịt để chế biến những món ăn trong ngày Tết. Có đến dự những ngày Tết của đồng bào nơi đây mới nhận thấy hết được sự khéo léo, tinh tế mà giản dị trong nghệ thuật ẩm thực của người Nùng. Khâu nhục, món ăn được đánh giá là cầu kỳ bậc nhất trong số các món ăn truyền thống của người Nùng trong những dịp cưới hỏi, ma chay lễ Tết. Để làm món ăn này, phải mất tới vài tiếng đồng hồ, phải trải qua nhiều công đoạn, và tất nhiên, phải đòi hỏi đến sự khéo léo mà không phải người đầu bếp nào cũng làm được. Thịt ngon được pha thành từng miếng, luộc sơ rồi dùng tăm nhọn xăm kỹ. Sau khi được tẩm ướp gia vị đặc trưng, thịt sẽ được chao kỹ trong chảo dầu sôi, rồi luộc lại trước khi chưng cách thủy cùng nhiều nguyên liệu khác. Kết quả của từng ấy công đoạn là một món ăn thực sự đặc biệt, đủ sức làm say mê bất kỳ thực khách khó tính nào. Người Nùng ở Bản Lầu giờ vẫn còn khá nhiều món ăn truyền thống. Ngoài khâu nhục còn có bánh chưng đen, bánh phu thê, bánh khảo. Những nguyên liệu rất đơn giản, qua bàn tay khéo léo và tinh tế, trở thành những món ẩm thực có sức quyến rũ kỳ lạ. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Căng thẳng giữa hai cường quốc Mỹ và Nga tiếp tục leo thang liên quan tới cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Mỹ. Ngày 6 tháng 1, nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã kêu gọi chính phủ Mỹ đưa ra một hành động đáp trả mạnh mẽ để tránh những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Nhiều nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân Chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều cho rằng bản báo cáo của cơ quan tình báo về việc Nga dính líu đến cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là lý do để Washington thực hiện một hành động đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Moscow. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện nhấn mạnh sức mạnh của nền Dân Chủ Mỹ sẽ bị thử thách qua cách thức mà Washington đáp trả Moscow. Ông cho rằng những bước đi của Mỹ nhằm phát triển một chiến lược không gian mạng vững mạnh và chủ động, đủ năng lực để đối phó với các nguy cơ tấn công. Trong khi đó, một nghị sĩ dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Adam Schiff cho rằng quốc hội nước này cần phải mở nhiều cuộc điều tra triệt để nhằm xác định điều gì đã xảy ra và tìm phương thức bảo vệ chính phủ Mỹ. Các phát biểu trên được đưa ra sau khi cộng đồng tình báo Mỹ công bố bản báo cáo, trong đó kết luận Nga đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ cũng như tiến trình bầu cử Mỹ vừa qua. Trong khi đó,
Trong một phát biểu ngày 6 tháng 1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định các cuộc tấn công mạng từ các thế lực nước ngoài không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ. Ông khẳng định các tin tặc của nhiều nước muốn xâm nhập vào hệ thống máy tính của các cơ quan công quyền và các doanh nghiệp Mỹ, song điều này không tác động đến kết quả của bầu cử Mỹ năm 2016. Lượng người di cư tới châu Âu qua hai tuyến đường biển chủ chốt trong năm 2016 đã giảm gần 2/3 so với năm 2015, còn 364.000 người. Thông báo của Frontex, cơ quan kiểm soát biên giới Liên minh châu Âu đưa ra vào ngày 6 tháng 1 cho biết, đây là kết quả việc triển khai thỏa thuận về vấn đề người di cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hồi tháng 3 năm 2016. Theo thông báo, số người di cư bị phát hiện trên các đảo của Hy Lạp ở phía đông biển Aegean cũng như trong đất liền nước này giảm 79%, xuống còn 182.500 người. Tuy nhiên, số người di cư qua Địa Trung Hải vào châu Âu ở cửa ngõ Italy trong năm 2016 là 181.000 người, tăng 20% so với năm 2015. Năm 2015, châu Âu chứng kiến một cuộc khủng hoảng người di cư nghiêm trọng khi có tới hơn 1 triệu người xin tị nạn ở các nước châu Âu. Kể từ đó đến nay, Hy Lạp và Italy là hai điểm nóng tiếp nhận người di cư vượt biển, chủ yếu đến từ các nước và khu vực đang xảy ra xung đột như Syria, Libya, Afghanistan, Iraq. Tuy nhiên, lượng người di cư tới châu Âu bắt đầu giảm sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cam kết với EU để hạn chế người di cư vào lục địa này. Sau dịp nghỉ lễ mừng năm mới 2017, dịch cúm đã lây lan nhanh chóng trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc, trong đó những người mắc bệnh chủ yếu bị nhiễm virus cúm AH3N2. Chính phủ Séc đã công bố dịch và khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Thông báo của công ty phát triển vaccine Séc cho biết, nước này đã công bố dịch cúm trên khắp cả nước sau dịp nghỉ lễ năm mới, trong đó số bệnh nhân mắc cúm đã tăng đột biến tới 49% chỉ trong một tuần. Hiện có 1.528 người mắc cúm trong số 100.000 dân và bệnh nhân cúm được ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi cũng như tại tất cả các tỉnh thành của quốc gia Trung Âu này. Số bệnh nhân mắc cúm được ghi nhận nhiều nhất tại các tỉnh Nam Morava, Moravia Silesia và Visocina. Trong tuần này, tại Bắc Morava đã ghi nhận 5 ca mắc cúm nặng, trong đó một người đã tử vong. Tình hình dịch cúm diễn biến đúng như dự báo mà các bác sĩ đã đưa ra trước kỳ nghỉ lễ, cho rằng sau năm mới, bệnh cúm sẽ lây lan nhanh chóng do đông đảo học sinh quay lại trường học và người lớn đi làm trở lại. Trong các biện pháp phòng ngừa bệnh cúm, các chuyên gia khuyến nghị nên tránh tới những nơi đông người, thường xuyên thông gió các phòng, rửa tay kỹ và có lối sống lành mạnh. Tại một số tỉnh thành, các bác sĩ cũng khuyến nghị các bệnh viện và cơ quan xã hội hạn chế việc thăm hỏi các bệnh nhân đang mắc cúm. Dịch cúm hiện cũng đang hoành hành tại các nước láng giềng của Séc. Ngày 6 tháng 1, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban bố cảnh báo bão mùa đông tại các bang miền Đông Nam nhằm chuẩn bị đối phó với đợt bão tuyết lớn sắp đổ bộ. Cảnh báo bão tuyết kéo dài từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1 cho khu vực từ phía đông Alabama qua phía bắc Georgia, bao gồm Atlanta, Bắc Carolina, Nam Carolina và một phần của Virginia. Dù chưa chính thức đổ bộ, cơn bão đã gây ra một vụ tai nạn chết người vào ngày 5 tháng 1 tại bang Kentucky. Trường học tại nhiều bang đã thông báo đóng cửa hoặc cho nghỉ sớm từ ngày 5 tháng 1 khi tuyết bắt đầu rơi. Tại các siêu thị và cửa hàng, các loại thực phẩm đã được bán hết do người dân mua tích trữ để phòng bão kéo dài. Dự báo ở Georgia, mưa tuyết sẽ bắt đầu vào chiều 6 tháng 1 theo giờ địa phương, mang đến lớp tuyết dày từ 6 đến 12cm, phủ hầu hết diện tích bang này vào sáng 7 tháng 1. Xe xúc tuyết và hàng chục công nhân đã được triển khai đến phía bắc của bang để giúp luân phiên dọn đường cả ngày. Trong khi đó tại Alabama, lệnh tình trạng khẩn cấp yêu cầu mở cửa các trung tâm hoạt động khẩn cấp ngay từ sáng 6 tháng 1 và 300 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã phải trong tình trạng sẵn sàng khi cần thiết. Tại bang Carolina Bắc, dự báo mức tuyết rơi lên tới 27cm có thể xuất hiện ở các thành phố. Khu vực trung tâm của bang này sẽ xuất hiện mưa tuyết với lượng từ 15 đến 17cm. Dự báo bão sẽ mang đến lượng tuyết lớn cho các vùng núi miền trung bang California, trong khi bão đã phủ lên miền bắc bang Utah với lượng tuyết dày tới 27cm. Thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc, ngoài nổi tiếng với những tác phẩm băng đăng tuyệt đẹp, giờ đây còn được biết đến như một địa điểm thú vị cho các lễ cưới tập thể ở ngoài trời, bất chấp thời tiết lạnh giá tại đây. Năm nay đã có 18 cặp đôi quyết định trao nhau lời hẹn ước tại công viên băng đăng trong một sự kiện đã gần như trở thành truyền thống tại thành phố này. Lễ cưới bắt đầu diễn ra vào đúng 9 giờ 38 phút sáng theo giờ địa phương, do người dân Trung Quốc tin rằng số 8 đồng nghĩa với may mắn.
các cô dâu và chú rể sẽ trao nhau lời hẹn ước và tiến hành hôn lễ trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của khán giả. Lễ hội băng đan quốc tế Cáp Nhĩ Tân thường niên lần thứ 33 diễn ra từ ngày 5 tháng 1 và kéo dài đến giữa tháng 3. Ngoài lễ cưới tập thể, ban tổ chức còn đưa ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác. Dự tính, lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 7 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.